còn để thấy kết cục điếng người mà không ai muốn thấy, Huệ sẽ quay về bên Khải. Từng được đánh giá là ngôi sao sáng của đài truyền hình Việt Nam vào nửa cuối năm 2013, khi đàn ông quá vợ bật khóc đã trở thành nguồn cảm hứng để về nhà đi con ra mắt khán giả. Mặc dù khi được làm lại, cốt truyện của về nhà đi con cũng không quá mới mẻ, vẫn xoay quanh những vấn đề về gia đình, đặc biệt là hoàn cảnh gà chống nuôi con nhưng chính khả năng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực đã làm cho các nhân vật trở nên sống động và thú vị hơn, chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Đã có rất nhiều dự đoán về cái kết của về nhà đi con nhưng hãy thử nhìn lại bộ phim gốc để xem cuối cùng chuyện tình của ba cô con gái nhà ông Sơn sẽ ra sao nhé. Huệ và Khải yêu lại từ đầu, hồi sinh cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Trong phim khi đàn ông quá vợ bật khóc, nhân vật chị cả Ngọc Lan, Quỳnh Trang, lấy một người chồng làm cảnh sát, tính tình hơi gia trưởng nhưng vẫn rất thương yêu vợ, vì vậy nên sau tất cả họ vẫn chọn cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, trái lại, người chồng của Huệ trong về nhà đi con lại cờ bạc hay ghen tuông vô lối và vũ phu, người ta thường bảo Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nên đây sẽ là cái kết mà khán giả không mong muốn tí nào cả. Thư và Vũ, hợp đồng giả, tình thật. Giống như cô nàng chị hai Thủy Tiên của bộ phim gốc, về nhà đi con cũng có một cặp đôi giả vợ yêu kiêm luôn cưới chạy bầu vì lợi ích của đôi bên là Thư, Bảo Thanh, và Vũ, quốc trưởng. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai lại đem đến cho khán giả vô số những tình huống hài hước đến giờ khóc giờ cười. Nhưng cuối cùng, trong bộ phim gốc, Thủy Tiên đã được biên kịch ưu ái một cái kết rất có hậu, vậy thì tại sao Thư và Vũ lại không yêu nhau luôn cho vui cả làng? Ánh Dương sẽ yêu một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Nhân vật cô em út Ánh Dương, Bảo Hân, có đường tình duyên thực sự khó đoán nhất trong cả ba chị em. Trong bản gốc, em út Tường Vi kết hôn với một đồng nghiệp toan gia luôn khắc khẩu với cô nàng. Trong về nhà đi con, Ánh Dương là một tomboy chính hiệu vô cùng cá tính, lại đang được dự đoán là có mối tình tay ba đầy trái ngang với bố con Bảo. Vậy cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu? Tin vui cho những khán giả yêu thích bộ phim hot nhất trong loạt phim Việt giờ vàng hiện nay là về nhà đi con chỉ lấy cảm hứng từ khi đàn ông quá vợ bật khóc thôi, suy ra chuyện tình của Huệ, thư, Dương cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn chứ không hoàn toàn dựa vào bản gốc. Tuy nhiên ai biết được chị biên kịch vui tính chỉ nói thế để giữ bất ngờ phút chót, chơi lớn xem khán giả có trầm trồ không? Cùng đợi đến những tập cuối để xem chuyện tình của ba cô gái trong về nhà đi con sẽ ra sao nhé. Tham dò ý kiến bạn mong muốn ba chị em nhà ông Sơn sẽ có cái kết như thế nào? Bạn có thể chọn nhiều mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Huệ và Khải hạnh phúc bên nhau. Thư và Vũ, hợp đồng giả, tình thật. Ánh Dương yêu một người xa lạ khác ngoài bố con bảo. Về nhà đi con sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ hai, sáu hàng tuần trên VTV1.